Clip buổi sáng ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác hai con lọc và một đôi loa tay. Đây là hàng bán của Nhật hết nha. Loa tay của Nhật, còn lọc là hàng bán nội địa của Trung Quốc, hàng xịn của Trung Quốc nha. Và trước tiên em đi đến con lọc Debit hàng xịn này. Đây là hàng bán của Trung Quốc, model là 231. Và em lưu ý là nó bị chày nha. Đây này nó bị chày này. Đấy, bị chày chỗ này. Còn những vết trên đây này em sơn lại nha, em sơn đen lại cái viền này, bởi vì trên đây nó cũng chảy hết, còn chỗ này cũng nó bị chảy này. Đấy, bác nào lấy thì em sẽ để giá rẻ cho. Lọc thì tương đối là còn rất là mới này, nhìn xa thì cũng không đáng kể là xấu mấy, và chức năng của nó thì hoạt động nguyên zin, cột gan cũng 7 màu luôn. Đây mặt sau này. Mặt sau của nó thì nó gồm trang bị đường ra đường vô bằng giắc canon hoặc là giắc 6 ly nha. Đấy. Made in China, hàng nội địa của Trung Quốc, hàng xịn nha, cũng là bãi xịn đấy. Đây, và cái con lọc này em cũng đang bán với giá là 1 triệu đồng nha. Đây, 1 triệu đồng, bác nào mua về xài tiếng lên rất là bén nha. Bát rất sâu, tiếng rất là bén luôn. Để đủ các cần các nút hết, không thiếu một nút nút này nha. Đấy, nó hơi bị chảy xấu trước kia thôi, còn lại này đẹp hết. Đấy, giá 1 triệu đồng nha, con lọc Debit 231 này. Còn tiếp theo nữa là một con lọc cũng hàng bán xịn luôn, con này thì cũng còn tương đối là đẹp và đầy đủ chức năng nha. Đấy, không có bị thiếu nút gì hết. Đấy. Còn mặt sau của nó đây. Đây là mặt sau này. Mặt sau của nó thì nó cũng trang bị hai đường ra vô bằng giắc 6 ly và giắc canon. Đấy, cái con này thì anh em lý là cái dây nguồn nó thiết kế như thế này nha. Đấy, dây nguồn này. Thế anh em là về chế cái dây nguồn này lại. Cái con này em cũng đang bán với giá là 1 triệu đồng luôn. Đấy, dây nguồn em không có nha. Đấy, bác nào về mua dây nguồn như thế này về gắn vô xài. Con này thì nhìn tương đối nó đẹp hơn cái con kia một tí, bởi vì mặt trước nó không có chảy nhiều nha. Đây, hai con này đồng giá 1 triệu này. Thì cái hiệu của nó đây. Hiệu nó thì cũng hơi khó đọc một tí. Harman HA321A. Đấy. Cũng là 1 triệu đồng nha. Và cuối cùng là một cặp loa tay. Loa tay này thì nó gồm hai loa, một loa khoảng 10 hoặc là 12 cm và một loa chép giấy nha. Đấy, EK cũng còn đầy đủ này, EK còn của nó đây. Em xúc qua mặt sau cho anh em xem này. Đây là cái tem của nó đây. Loa DK karaoke DDS 700 model 700. Công suất là 670W và trở kháng là 6 ohm nha. Made in Japan luôn. Đấy, cái con này anh em có thể làm loa trả lời để hát karaoke phòng 20m2 đổ lại, hoặc là ghép với lại loa bass 20 nha. Cũng như là những cái dòng loa Bose này, hoặc là những dòng loa Beoner bass 20 đổ lại đấy, thì anh em ghép vô để làm trả lời karaoke. Em cũng đã ghép thử rồi, cái sức chịu đựng của nó cũng rất là cho bò nha, không cháy luôn. Không cháy nha. Đấy, giá là 1 triệu rưỡi một cặp này. Cái con đầy đủ nha. Hàng bãi của Nhật luôn, Made in Japan. Hoặc là các bác về nghe phòng cũng được, nghe phòng cũng rất là hay. Củ từ đôi luôn. Đấy, giá là 1 triệu rưỡi cặp loa này nha. Còn hai con lọc này là 1 triệu này. Bác nào quan tâm thì liên hệ cho em qua số điện thoại em ghi trên bài đấy ạ, hoặc là lên các bạn Zalo để biết thêm chi tiết nha. Và em xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt ạ.